Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc giải bóng đá mini nam và bóng chuyền hơi nữ. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ 11, tiến tới Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Qua 2 ngày diễn ra sôi nổi, giải thu hút gần 200 huấn luyện viên, vận động viên thuộc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc hệ thống công đoàn tỉnh. Giải là dịp để cán bộ công đoàn các cấp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các vận động viên và các đơn vị. Bên cạnh đó, đây là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao thể chất, trau dồi sức khỏe, động lực phát triển phong trào thể dục thể thao trong hệ thống công đoàn. Đoàn của chúng tôi gồm có 2 đội, thì 2 đội chúng tôi đều vào chung kết. Để đạt được cái kết quả đó thì các vận động viên tích cực tập luyện, đồng thời là quyết tâm thi đấu để mà đạt kết quả tốt nhất. Với phương châm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, các ngày diễn ra giải, các đoàn thể thao và vận động viên chấp hành tốt nội quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần thành công chung cho giải. Mỗi vận động viên cố gắng, nỗ lực thi đấu trong các môn thể thao mà đoàn tham dự, quyết tâm đem về chiến thắng cho đội. Đến với cái giải này thì tụi em chủ yếu là cái tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, vui là chính. Hy vọng là trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để cho các anh em trong công đoàn viên tham gia. Bản thân cũng như là đội đã đạt được kết quả là vô địch. Trên tinh thần thì lãnh đạo cũng như là trưởng đoàn rất là quan tâm với tới vận động viên. Còn các tinh thần của vận động viên thì là đoàn kết cũng đồng thời là quyết tâm cao thì đạt được kết quả như ngày hôm nay. Bế mạc giải, ban tổ chức trao giải nhất cho môn bóng chuyền hơi nữ cho đội Liên quân Công đoàn Giáo dục và ban chấp hành cán bộ đoàn viên chuyên trách cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Trao giải nhất môn bóng đá mini nam cho đội Liên quân Liên đoàn Lao động huyện Mỏ Cày Nam, Thành Phú và Chợ Lách và trao các giải thưởng còn lại cho các đội đạt thứ hạng cao tại hội thao.